Lễ dâng hương tưởng niệm vạn thế sư biểu Tôn Văn Lan bắt đầu. Việt Nam quốc hải dương tỉnh Chí Linh thành phố Vân An phường Phượng Hoàng Sơn tối linh bản địa. Kính cao anh linh đức thánh Văn Trung và thế sư biểu Đại Việt Thiên Nho đứng với nho sinh đại học sĩ tu nghiệp quốc tử giám Trần Kiều Công Khanh tính Văn Quý An tối linh thượng đẳng tôn thần. Hôm nay ngày 22 tháng 5 năm Canh Tý, cấu quan đại biểu ngoài giống lạc hồng, đoàn đại biểu cán bộ giáo viên đại diện phụ huynh và 69 em học sinh của trường tiểu học số 2 thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, do nhà giáo Hứa Thị Tiến hiệu trưởng nhà trường, nhà giáo Lương Thanh Thùy phó hiệu trưởng nhà trường dẫn đoàn về trước cửa thầy kính dâng nén hương tròn. Nhớ tiên sinh xưa danh thương nho ra tài năng học nghiệp, giữa mùa xuân như hoa huệ hoa mai tỏa hương thơm thanh thoát, trong tiết đông lạnh lùng vẫn hương ngang như cây bách cây tùng, đất kính học để quân dân trăm họ đào tạo hiện tài đắp nguyên khí quốc gia, dạy chữ cho đời làm linh đạo học, sáng ngời chân lý quân dân thắp chính sự dục tình thương, mong giữ vững thái bình xã tắc với tâm can nhiệt huyết, với phẩm chất chính trực thanh cao, với khí phách kiên trung trồng người.